Ban giám khảo, kính thưa các bạn cùng quý bà con, hội đánh bài trời cổ dân gian Bình Định của câu lạc bộ bài trời cổ dân gian thành phố Quy Nhơn xin phép được bắt đầu. Hiểu đâu? Dạ. Chuẩn bị sẵn sàng khai hội nha. Dạ. Mặt máy hại cổ chiến khu mà bay tới
hai tay chơi chơi, hai tay chơi chơi, đập cái chết rồi lấy trả ấp nồi thấp chung một tròn lắm, hay ôm hay ấm là cái chị bác chồng, xứng vợ xứng chồng là cái anh lục đạn, ai làm bác đạn tam miếng vế ra, ai lúc chê trà đi trò mà thấy xấu, hạt tấm hạt gạo là cái chị bấy thưa giải nắng dầm mưa là cái cô bấy liễu muốn còn chữ hiếu. Quý bà con ơi, muốn tròn chữ hiếu đi tu cửu chùa. Bà con ơi, vô đây tôi mời bạn vô đây, đầu năm mời bạn đến nơi này cầu ngay. Đã hơn nửa thế kỷ nay, nhờ khôi phục lại trò cho này bà con ơi, vui sung với hồi bài trời. Vui sung với hồi bài trời, nói lên bản sức quê tôi đậm đà từ thiếu niên cho tới cụ, ông già ai ai càng mến mộ qua lời ca tiếng đàn. Bà con màu khá nhanh chân sấm xít đặt nghi tự lại gần cho xem tớ hiểu nói lên khi những chuyện tình thờ thể hiện nghệ thuật qua trò chơi là đánh bài trò. Bà con ơi, tiếng thời thờ lên đủ cả rồi, giờ hiểu tôi xin rước coi thử coi là cái con gì. Bà con ơi, thế này cái là thế đầu tiên, yêu tôi xin nói liền là thế cái con gì rồi hiểu cùng hôm nay trời nào trúng hoa được xin rước ngay là cái đến trời. Bà ơi, quay buồn tôi nghĩ chuyện đời này trái tài gái sức đâu sánh tài xưa người đây rồi ăn xóm rồi ngủ trưa gọi lê mắt lẹo thưa bà thương nhà đi cái chuyện nhà. Ôi là con bé thưa, xin mời trời nào có con bé thưa. Bà con ơi, tứ thiện dưỡng
ở là dư chồng sao đành bỏ dư thiết chôm lòng bi sầu bi. Kể từ ngày anh bạn ra dư đi có làm sao không dư thấy hầu dư quy đi cái thân ở nhà. Hiểu có thiếu chút ít đây bà con ơi. Ai ơi, chiều như chiều lại nhớ chiều chiều nhớ ngờ quân tử đi cái khăn điều là dây ăn mơ dứt mà dây. Quê là con kiểu điều, con kiểu điều. À, xin chúc mừng trời số xấu đã trúng con kiểu điều. Bờ ruộng anh dư đơn miệng kêu quá dư giờ phên giác phên đi cấy ra dần mầm mê nia tung mùng sàn dần anh mà bỏ dư giờ xin cái anh đừng là lui anh tớ mà lui quơ 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 là con tám dần con tám dần trời nào trúng con tám dần xin chúc mừng trời số tám đã trúng con tám dần. Coi thử ra con về lòng thương chỉ bán thịt heo hai vai gánh nặng còn đèo cần móc cần quơ 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 là con tứ móc. Mình trời số 8, chúng con tứ móc trời hãy lặng lặng mà nghe đi bà con ơi. Ai ơi, à, trời mưa lột đột sân đình, anh đi mà cho khéo kéo đột huỳnh. Sân đây xuống sân, qua lại con ngủ trật, con ngủ trật. Xin chúc mừng trời số 5. Sâu ghê à, quơ 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 là con sâu ghê, con sâu ghê. Xin chúc mừng trời số năm, chúng tiếp tục thể bài thứ hai. Không mà hai em cũng chối không dối đi chỗ cột đi cây mũi nồng là đây vẫn còn đây quê là con tứ cảnh trời nào chúng con tứ cảnh và xin chúc mừng trời số ba đã chúng con tứ cảnh hiểu tôi xin rút tiếp với bà con.
bây giờ trở lại anh kêu anh ngào ngào qua là con chim cu con chim cu trời này cũng con chim cu xin chúc mừng trời số chín chúc mừng trời số chín đã cúng con chim cu lặng lặng mà nghe hiểu câu hát biết ngay bà con ơi. Mỗi người mỗi chơi bụng ở thì là nên ở cái sao mà nên quá là con bé bụng đúng rồi đúng rồi. Xin chúc mừng qua khắp trời số 6 đã tới bài dạ hiệu chúng tôi xin công bố chòi số 6 đã ăn một con kiểu điều cá kiểu điều thắng một con tám miệng cá tám miệng và tới một con ba bụng cá ba bụng xin chúc mừng chòi số 6. Lãnh lấy cây tiền hiểu khẩn cấp dân cờ để nhất khẩn cấp dân cờ để nhất. Minh niên năm nay chúc cho hai chú đức bình an vạn sự, làm ơn cho tấn tài tấn lộc tấn bình an. Chúc gia đình vạn sự bình an. Dạ xin cảm ơn. Câu lạc bộ hội bài chợ cổ dân gian thành phố Nhân xin phục vụ một trích đoạn tuồng cổ trong trích đoạn bài chợ cổ Tam Hạ Năm Đường, đó là trích đoạn Cao Quân Bảo Phá Chiêu Phú Bài, và trích đoạn xin được phép bắt đầu do hai nghệ nhân Hoàng Việt và nghệ nhân Minh Đức biểu diễn. Ai ơi, ở xót xa gì, cách
thấy bạn. Họ lại đâu xem cho hãng bản đề chữ trên đi kia. À, lưu thơ đời bản thích Thùng Anh, kim nhất thủy lai giữa ngã tranh, định ước bách nguyên toàn đại nghĩa, danh phu danh phụ ký minh minh. À, thế ra á này tên là Lưu Kim Đính, lấp bản chiêu phương cái chồng. Trời, con gái của đứa chi mà lạ. Lại còn bốn câu gì đây? Sông tối sang chấm phụng, chi phu đất thổ long, thánh nhân ngã đề sống ý, bãi ngã bay di sư lớn giọng này. Cháu chả còn cái dài quê môn không giữ phận, dưới đồ trung lại lớn tiếng chi đã đi xuống để phá cho biết bắt. Yes, cha trẻ thương à, nhân bản nữa mà đại ná luôn có sơn đi phá chiêu phu thường đã cứu hồn. Nghe thổi ủa gì mà văn tánh có tu phong thiết cho ta nghe thử nào. Nàng kia không thấy sao? Nàng tên là Lưu Kim Đính, phải lập bản chiêu phu kiến chồng. Dân dân muốn biết tên ta đó chi? Ta muốn biết. Được, nhưng ta đi thị tống ít đạo quản điểm, cao hoài đức nghiêm thân, mễ hoàng cô đệ nhất phu nhân. Còn tên của ta? Tên gì? Đây, trước khi ta xin tên, ta khuyên nàng trụ mã dường cứu chết. Tên gì mà dữ vậy? Đó, ta xin tên khi giật mình té xuống người mà chết. Xong đây, tên ta ngã công tử tánh cao quân bảo. Thế ra ông là cao quân bảo, phải con của Đông Bình Dương cao hoài đức là chi? Cha chả đất nhà gã tâm đương mất khẩu, phá chiều con bán nọ nó tan. Ta phá là gì ta? Thế khen cho gã đi à. Nói bậy tên dâm đâu. Ông ơi chắc đi là duyên số tại trời, mượn duyên tốt đế người thờ đường đang đường. Hai chúng ta kế đường quốc kế tấn dương, gặp nhau giữa chốn lo đường còn có tình. À thôi, tránh đường cho ngựa ta đi, giúp bằng người cái mạng hồn quy tử tuyệt. Muốn chết nào, muốn trong quý mây đánh thiên nhiên, tài hay chi đó dám lòng tiền dung thôi dù. Mà ta đây ta chi khi là anh hùng. Nam như ta chi khi anh hùng, thấy chuyện gây mất ta khó hồng.
qua bỏ qua gái gì? Gái cho tôi sao hả? Gái sao? Gái sao? Gái gì không giữ phận quần qua gái đâu đen tôi từng cơn này màu cánh đường đặng lừa mồ một khi nhước bằng nước thờ cái mạng là đấy ta thì bất dung ông ơi gái tiền nguyên sơ ngộ anh thuận vừa xuân đã đã nở nụ hồng nào kia tôi thấy chàng tình giả muốn tình ứng sẽ duyên cả nước tôi muốn đưa chặt kéo đàn ông thôi tìm người khác đi để phòng để phòng thương lớn người ơi người sao ngàn đã qua ngàn tài kêu tu kia đã phá còn lại con quái tại mấy người làm gì ta à đây khi ta nổi giận không gan thời ngỗ hải thờ ngỗ hải giận tao ương giận tao ương rồi sao chết rồi ta đã biết tại ai phó tá tống đường nay đành chịu lầm tay lương thị rồi ông công tử đó hôm nay ông đã bị dưới bàn tay của tôi rồi hỏi ông có thuận hay là không thuận cái gì mà thuận hả? Ta đây dầu thác xuống suối vàng biết không lặng ứng thuận một ai cũng không thuận không như vậy à bác đau bạc đau cảm thủ đáng thôi. Từ. Chi mày nắng quá nặng ơi. Từ rồi ta thuận. Sao? Có thuận không? Thôi chết rồi. Với tôi đây. Đường cơn nguy biến. Ít phái tùng quyền. Đỡ từ ta thuận. Thuận đi. Thưa cùng bá hoàng, thưa cùng xoáy phụ xoáy mẫu. Nay con ngộ cơn thế này, nhưng con xét đằng này, còn có nên trang tài xét càng đáng bực trăm anh, hay là con thuận chăng? Được, ta thuận đó. Thả ta ra. Thả ta ra. Ông thuận rồi phải không? Thuận rồi. Vậy thì ông thề đi. Quá. Rồi tôi mới đưa ông lên ngựa. Ta thuận bắt ta thề nữa. Trời đất ơi, sao ông thề? Chứ khi nãy sao ông thuận? Đợi tôi đã mã ông rồi ông mới thuận. Rồi tôi đưa ông lên ngựa rồi ông kia ông về nó tống quốc thì sao? Thôi được rồi, nghe ta thề đây. Thề đi. Nàng khó tính quá. Được, ta thề đây. Nếu như ta phủ bác tin nàng thì sẽ bị. Bị cái gì? Từ đã chứ gì mà luôn luôn cái này đi cho tôi có thể thì sẽ bị trời cao đất thấp đó thời nữa trời cao đất thấp nó không gian chưa có ông đâu trời sinh cao đất thấp em ta cũng vừa phải không rồi có thể rồi đó là dự lý ờ. Đây quyết chuyện dung tình quyết ra sửa cái lên đại tướng thời được rồi. Nghe tôi thề đây. Thề. Nếu như ta phủ bác lời thề thì sẽ bị cái gì? Trần tinh móc hậu. Trần tinh móc hậu. Móc hậu rồi. Mấy cha đã mưu lời thề độc khiến ta đây há vậy? Ừ nang. Lạc liệu linh quang chắc thành là tất biết hồn. Thấy à, nàng thả ta đi. Ơn ấy sánh tẩy bắt cái nghĩa wow, kia giấy tờ Nam Sơn giới thiệu hả hả ai cô đã nè nè sao ta dục mã để cùng sông mã giao kệ nói chuyện cái gì ta bạc cây bạc nợ vậy tôi tưởng chàng lên ngựa rồi đánh cùng với thiết đó chứ đâu có này lưu nương ta đây quân báo không lầm bởi bạc dễ đâu lỡ xứa lời vàng nhưng mà đây ta gấp
nó được lo mưu phò chú cứu cha. Tôi thử nàng ở lại, nàng an lòng ở lại tỏa sang, cho quân bảo trong trừng châu địa. Tổng tư ai môn quân tại sao phùng gì, tài tử dây nhân tế ngộ nàng ai xuống chờ tiếp chặt. Chuyện đi sinh trai tài gái sức đâu sáng tay xưa
đời này. Rồi ăn xóm này, ngủ trưa này, ngồi đây mà mắt leo từ bà thương. Nhà đi cái chuyện ở nhà, quà của quê là con bảy thưa. Bảy thưa xin chúc mừng trời cho chiến. Bà con ơi, bảy thưa đó giờ mới đi qua, giờ hiểu tôi đủ biết thử là gì con chi. Rồi tôi cũng hôm nay trời nào trúng được xin thức đi là đi lên trời. Ai ơi chiều chiều quả núi dưới chiều chiếc giường câu kia đậm thì lại nhiều con gà con gà con bư ra bư đốm con ăn chèo ơi chèo con đòi con. Ngày đi kia tối ngày qua phút quê là con ba gà. Ba gà ba gà xin chúc mừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hiểu cho tôi hô lời cái gân xanh. Mà giờ đây thế tôi rút đá đánh đành giơ cao tôi dối hỏi thế dành đi con đi con đi rồi hiểu cũng hôm nay trời nào trúng được xin đứng ngay là cái lên trời. Anh ơi anh nằm cái bờ ruộng anh trên miệng kêu bây giờ khoan giác con đi ra dừng không mùng sang dừng anh mà bớt đi giờ là xin anh đừng qua khi mà lại qua qua bước qua là tá dừng xin chúc mừng thở trường chúc gia